Vâng, Sơn xin chào bà con ha. Kênh Sức Khỏe 60 Giây mình hôm nay lại có thêm một người hết bệnh và có mực. Thì trong thời gian qua em nhận được rất là nhiều thông tin của bà con ở xa nó là hết bệnh, nhưng mà có nhiều người thì ngại ghi âm hoặc là chia sẻ thông tin, và em cũng khá là bận rộn cho công việc nên là cái cách hướng dẫn ăn có mực như thế nào để hết bệnh thì em chia sẻ rất là nhiều trên kênh Sức Khỏe 60 Giây, rồi anh chị có thể xem lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ gọi điện hỏi thăm khác. Vũ Bình ở Vĩnh Long các bạn ha. Bác Vũ Bình hồi trưa thì bác đi bệnh viện Chợ Rẫy khám thì bác sĩ nói là hết bệnh rồi, bây giờ không cần lên bệnh viện Chợ Rẫy nữa và có thể khám bệnh ở địa phương ha. Đây, mà em thì không có chia sẻ được cái số điện thoại của bác Vũ Bình, nhưng mà mình có thể chia sẻ thông tin các bạn ha. Alo. Alo. À, có bác Vũ Bình ở đó không ạ? Không phải có ở đó liền. Ở Bạch Nhất. Cho chú gặp bác Vũ Bình đi. Dạ, con Sơn đây. Alo. Alo. Dạ, chú Vũ Bình, con Sơn đây. Rồi, bây giờ bác có rảnh không? Con định gọi hỏi thăm bác chút xíu ạ. Rồi. Dạ, tại vì con muốn chia sẻ khoảng 5-10 phút cái cách ăn cỏ mực của bác cho bà con mình có động lực, bác chia sẻ giùm con ha. Dạ, bác Vũ Bình ở Vĩnh Long. Bác nay nhiêu tuổi rồi bác? Bác nay 71. 71, dạ, rồi bác bị phát hiện suy thận là bao lâu rồi ạ? Chắc cả năm à. Dạ, một năm hả? Là cái chỉ số creatinine nó khoảng bao nhiêu và mình bị giai đoạn mấy vậy bác? Bác sĩ Chợ Rẫy nó nói bác bị giai đoạn 3. Giai đoạn 3, dạ. Giai đoạn 3. Là bao nhiêu, lúc nặng nhất là bao nhiêu bác? Số? Lắc nặng chỉ số thì không có xem, nhưng mà hồi mà mình biết á, mình dạ. Biết mình hỏi cho bác sĩ thì 1.7 bảy mấy gì đó. Dạ. 72. Dạ. Rồi bây giờ bác ăn cỏ mực là bao lâu ạ? Ăn coi từ một tay tới giờ luôn á. Là tới tay hả? Tới tay mình nó qua một tay. Dạ, là tới tay, một tay là tới bây giờ là tháng 11, là 11 tháng luôn. Dạ, rồi cái cách bác ăn cỏ mực của bác làm sao ạ? Lúc đầu cũng như hướng dẫn mà là chân, nhưng dạ. Mà chân ngán quá bắt đầu là chân người sai. Chân người sai uống không? Sai đưa mấy anh đó ngay uống ngày 2 lần. Dạ, uống ngày 2 lần. Uống hơi khó uống là sốt ruột nha. Dạ. Chờ bác uống vậy là trước ba ngày sau bữa ăn rồi bác? Coi như nó vô chân có khi thường thường là sau bữa ăn nhiều. Dạ, nhưng mà ngày cũng đủ 2 cử ha. 2 cử ạ. Rồi hôm nay bác sĩ nói làm sao bác? Bác sĩ nói là như vậy là cái chi thận của chú bây giờ nó coi như là để lên 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 nha. Chi thận của chú bây giờ nó, để đi dùng cái danh từ ra. Cái thận chú là chi thận mà yếu vậy đó. Cái dạ. Kiểu coi như là nó chỉ gọi là thận yếu chứ chưa phải suy, phải không? Suy yếu, suy nó không đánh đổi. Dạ. Suy không đánh đổi, suy không đánh đổi lắm. Dạ. Bắt về ở địa phương cảm rồi. Là không có cần lên Chợ Rẫy nữa hả bác? Không Chợ Rẫy nữa. Cái số mà hôm nay mình đi khám ở Chợ Rẫy là bao nhiêu vậy bác? Creatinine, Creatinine. Creatinine là 144. Nó xuống còn 144. Dạ. Rồi mình có kiêng cử hay tập thể dục như thế nào không? Mình chia sẻ thêm cho bà con ạ. Đi tập xe đạp, mỗi là tập xe đạp khoảng 45 phút. Ngày hả? Buổi sáng bác đạp 45 phút. Rồi còn kiêng cử, mình có kiêng cử như thế nào bác? Kiêng cử thì bác sĩ dặn là hạn chế là ăn đạm.
Dạ. Tức là hạn chế ăn đạm ăn lạc. Dạ. Ăn lạc với ăn đạm, tức là ăn chậm á, hạn dạ. chế thôi. Dạ. Rồi bây giờ là bác về là giờ chỉ khám ở địa phương thôi. Khám địa phương. Hôm nay á, hồi trưa bác gọi cho con thì chiều con đang đi làm về có một cô Vân ở ở Vũng Tàu á, gọi điện nói cô vừa hết suy thận, cô mừng quá chừng luôn. Con mới gọi cho con đấy nói để con gọi báo tin cho bác hai nữa. Dạ. Không, mà chú nói con nghe vậy đang chứ. Dạ. Hồi trước chú mắc bệnh, bị bệnh cái thận này lên đó. Dạ. Sao nó con người nó khó chịu dữ lắm. Là hồi lúc bệnh đó hả bác? Ừ, mà biết dạ. Ba con khó chịu con người nó sao ăn uống không được mà. Dạ. Đi đứng làm gì nó mệt chồng dữ lắm. Dạ. Ừ, nhưng bây giờ chừng một tháng nay coi như con người chú làm như là không có bệnh vậy đó. Dạ, khỏe. Vậy là chú mới đi Hàn Quốc chú về nè. Ủa, đi Hàn Quốc về hả? Ừ, đi 5 ngày. Hồi lúc mà chú ăn mà nghe nói giảm bệnh á, là lúc đó vẫn còn bị suy thận. Nhưng mà có rủ con về Vĩnh Long chơi, đi dạo Vĩnh Long với Cần Thơ. Thì con gặp, thì nghe nói ăn cỏ mực nó nghe cơ thể nó khỏe. Mặc dù cái chỉ số nó giảm rất ít, nhưng mà nghe nó khỏe trong người. Mà hôm nay á, bác gọi nó là hôm nay hết bệnh rồi. Rồi con mừng quá chừng luôn, con mới báo cho ba mẹ hay. Chú cũng mừng quá. Dạ. Coi như con người giờ mình thấy nó khỏe mình thường mỗi lần chứ đó. Dạ. Hồi đó con người đó sao đâu, mình không có nói được. Rồi có chịu. Khi mà mình ăn có mực như vậy mình có thể bị khó chịu, bị rối loạn tiêu hóa gì không vậy bác? Không, cái kiểu mà uống lúc đầu làm như sốt ruột. Dạ. Hồi thôi à. Ờ, à, lần đầu thì nó còn cao. Rồi từ từ quen ha. Từ quen dấu bình thường. Dạ. Làm đẩy thêm cùng kẹo. À, bữa nay ở nhà mừng dữ không? Người nhà mừng dữ không? Nói chung là nói gia đình thì gia đình cũng phấn khởi. Dạ. Tôi cũng phấn khởi. Dạ. 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 Thôi con chúc cô chú nhiều sức khỏe nghe. Con cảm ơn. Dạ. Bữa nào con về Vĩnh Long con ghé chơi nữa. Rồi bữa nào đi. Rồi thăm ba mẹ con nhé. Dạ. Dạ, rồi con cảm ơn ạ. À. Rồi con chào bác. Rồi chào. Các bạn thấy không? Đây là kinh nghiệm, thêm một kinh nghiệm ăn cỏ mực của bác Vũ Bình ở Vĩnh Long. Tức là trong video á, mình chia sẻ là hấp xong, hấp cách thủy ăn. Còn nếu cảm thấy khó ăn thì mình thêm tí xíu gia vị hoặc là cá. Nhưng mà nếu không có thì càng tốt anh chị ha. Còn bác thì sau khi ăn mà bác rất là cử luôn á, ăn không nổi, ăn bị còn cào, bắt đầu cái hấp xong bác sai uống theo cái uống cách hướng dẫn của bà con nhiều người mình đã sử dụng đó. Trong video các video khác á, trên kênh Sức Khỏe 60 giây thì em đã chia sẻ rất là nhiều cái cách ăn cỏ mực rồi, cách bảo quản rồi. Nếu mà như anh chị mình á, ở Sài Gòn hay là ở các tỉnh thành khác mà kiếm khó khăn á thì mình nên trồng, còn không á thì mình ra các cửa hàng hoặc là ra ngoại thành á, mình nhờ bà con ở địa phương á có thể hái bán cho mình. Mình bảo quản trong tủ lạnh, mình sau khi mình làm sạch mình bảo quản trong tủ lạnh khoảng tầm ăn trong vòng một tuần anh chị ha. Cố gắng ăn kiên trì ha. Và nhiều anh chị hỏi á, nói là ăn tại sao giảm rất là chậm. Có thể là do cái cơ thể mình nó mỗi người mỗi khác, ăn giảm chậm. Nhưng mà mình cũng nhớ là kiêng cữ anh chị ha. Bác sĩ Tây Y dặn kiêng cữ như thế nào, mình theo y chang, không có được bỏ nghe. Và bác sĩ cho thuốc như thế nào để uống, để giữ sức khỏe thì mình vẫn phải theo y chang. Nhưng mà có mực á, thì mình ăn thêm và ăn kiên trì. Tại vì nó là tính tháng tính năm, chứ không phải như thuốc Tây là uống một hai bữa mà mình thấy kết quả liền anh chị ha. Rồi, nếu mà anh chị thấy video này hữu ích á, thì nhớ chia sẻ cho bạn bè và người thân mình cùng xem ha. Và nếu mà mình chưa có cần thiết, nhưng mà mình cũng nên chia sẻ và mình nghe để những cái bài thuốc về cỏ mực, để sau này nếu mà có ai đó cần thì mình chia sẻ anh chị ha. Rồi hôm nay thì em rất là vui, có đến hai người hết bệnh nhờ cỏ mực trong ngày hôm nay báo tin cho em luôn. Nay cũng là 9 tháng rồi, từ lúc tách tay á.
là em nói em sẽ dừng video chia sẻ về có mực, tại vì á mình đã đăng quá nhiều bài để cho bà con mình dễ tìm kiếm, và những cái nội dung á thì hầu như là nó cũng cái cách hướng dẫn nó rất đơn giản như vậy thôi, và công việc của em nó cũng hơi là bận rộn đó, nên là em cũng không có thường xuyên lên trả lời bình luận cho anh chị được, nên là anh chị thông cảm ha. Thì thôi sẵn đợt này mình chia sẻ thêm để tạo động lực cho bà con. Đây, hôm nay bà Sơn xin dừng video ở đây. Chào cả nhà, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.